Quý vị đại biểu và nhân dân đã được thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ khu dân cư Đồng Mỹ biểu diễn. Đề nghị các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn đội văn nghệ. Sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng lên làm lễ chào cờ. Mời các vị đại biểu và nhân dân an toàn.